chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, 5 cán bộ ngành tòa án bị khởi tố trong 12 tháng. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho biết, từ ngày 1 tháng 10 năm 2022, ngày 30 tháng 9 năm 2023, có 46 công chức Tòa án Nhân dân bị xử lý kỷ luật, 5 trường hợp bị khởi tố hình sự. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình vừa có báo cáo gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước về công tác ngành tòa án năm 2023. Số liệu thống kê từ ngày 1 tháng 10 năm 2022, ngày 30 tháng 9 năm 2023. Một trong những nội dung được đề cập là công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi công vụ và xử lý công chức, người lao động có hành vi vi phạm. 5 trường hợp bị khởi tố hình sự. Theo báo cáo, các tòa án nhân dân hiện có 13.515 biên chế, gồm 6.408 thẩm phán, 6.824 thẩm tra viên, thư ký và tương đương, 283 chức danh khác. Tòa án nhân dân tối cao đã thành lập các đoàn kiểm tra do lãnh đạo, thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao làm trưởng đoàn để kiểm tra công tác chuyên môn năm 2022 của các tòa án nhân dân cấp cao và tòa án nhân dân hai cấp tại 28 tỉnh, thành. Đồng thời, Tòa án nhân dân tối cao còn tổ chức 9 cuộc thanh tra, kiểm tra công vụ, qua đó chỉ ra những thiếu sót, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của công chức, thẩm phán. Tòa án nhân dân tối cao cũng xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập trong hệ thống tòa án đảm bảo thống nhất. Đúng quy định của pháp luật, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác kê khai, công khai tài sản thu nhập của cán bộ, công chức thuộc Tòa án Nhân dân. Cùng đó là ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023, tổ chức 5 cuộc thanh tra, kiểm tra xác minh tài sản, thu nhập đối với một số công chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập của một số Tòa án Nhân dân tỉnh. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho hay, một số công chức tòa án chưa chấp hành nghiêm kỷ luật công vụ, chưa rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức dẫn đến bị xử lý theo quy định của pháp luật. Trong năm qua, có 46 công chức Tòa án Nhân dân bị xử lý kỷ luật, khiển trách 32 trường hợp, cảnh cáo 8 trường hợp, buộc thôi việc 4 trường hợp, cho thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 2 trường hợp, 5 trường hợp bị khởi tố hình sự. Xây dựng đội ngũ cán bộ tòa án trong sạch. Để giải quyết các hạn chế về mặt con người, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho biết, ngành tòa án sẽ tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ tòa án trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, kiện toàn đội ngũ công chức của các tòa án, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tăng cường tổ chức các khóa tập huấn chuyên sâu theo từng lĩnh vực, khuyến khích cán bộ, công chức tích cực tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vị trí công tác. Ngành tòa án cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám đốc việc xét xử của Tòa án Nhân dân cấp trên đối với Tòa án Nhân dân cấp dưới, kịp thời khen thưởng, vinh danh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Ngoài ra, ngành sẽ nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các tòa án, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nhấn mạnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.